Sao anh em đi chợ lâu quá vậy? Anh chờ thấy mồ à. Nên tiền đâu mà em mua thức ăn nhiều quá vậy? Thì em... Em làm gì mà có tiền nhiều vậy? Em bán chiếc nhẫn của em rồi. Anh làm em hết hồn mà. Mai à, anh thấy em hy sinh cho anh nhiều quá. Bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu nữ trang của em đều hết sạch. Mà anh thì... Mình hết tiền, mình bán nó, mình ăn. Chừng nào mình làm có tiền, mình sắm lại. Còn nói hy sinh thì phải nói là anh hy sinh cho em mới phải. Một cô gái giang hồ như em có đáng gì đâu mà anh bỏ cả gia đình, bỏ cả danh dự để sống cực khổ với em như vậy nè. Thôi mà, em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mà. Điều mà chúng mình mơ ước từ lâu bây giờ đã sắp thành sự thật rồi nè. Lẽ ra em phải vui lên, phải cười lên chứ. Giấc mơ của anh với em sẽ được thực hiện bằng một đám cưới huy hoàng. Em muốn vui mà lòng không vui tròn. Hình ảnh của đám cưới em tưởng tượng nó như một dần ánh sáng, mà thân quà dạc như em chỉ ưa sống trong đêm sương. Dù ngày nay có lạc phận phai hương, nhưng tâm tư em vẫn còn nặng mang những đau thương sầu tuổi âm thầm. Tiếng đám cưới làm cho dĩ vãng bừng dậy trong lòng. Em nghĩ tới lúc mặc áo cô dâu ra chào hai họ là em rùng mình sợ hãi bâng khuâng. Cái sợ của con cò con giác sợ ánh nắng ban mai rực rỡ. Biết rằng tình anh như biển cả, nhưng lòng dạ của người ta thì trắng đen thay đổi muôn màu. Em thiệt à, em nói gì á, em sống với anh mà em sợ người khác là sợ nỗi gì. Nhưng còn ba anh, còn gia đình anh. Lại nữa anh sẽ nghĩ sao nếu sau này có ai bảo vợ anh là một cô gái giang hồ? Khi ấy chẳng biết anh có còn thương em như trước không, hay là anh sẽ ân hận vì đã phí một công trình cứu vớt một bông hoa héo tàn đã rơi rụng xuống vũng bùn nhớ nhung. Dù từ ngày được biết anh rồi tha thiết yêu anh, em chỉ biết có anh thôi. Mưa nắng em chỉ biết có một mình anh. Vui buồn em chỉ biết có một mình anh. Đời đôi ta cũng như hình với bóng. Em lo sợ chuyện đời dấu biển mà ngày kia bóng phai ta hình. Kìa, cậu hai. Ủa, chú Tám tài xế. Chú đi đâu ra ngoài này vậy nè? Thì đi kiếm cậu chứ còn đi đâu nữa. Kiếm tôi hả? Phải. Có chuyện gì không mà chú?
Có chứ sao lại không? Hả, chuyện gì? Cậu hai ơi, bà ở nhà đau nặng, gần tháng trời bỏ nước bỏ cơm. Trong cơn mê bà cứ nhắc tới cậu luôn, mà cậu thì đi đâu mất biệt hình biệt dạng. Bởi vậy ông mới sai tôi cầm bức thơ này tìm trao cho cậu. Và ông còn nói với tôi rằng nếu ai tin mẹ đau mà cậu không về thăm viếng thì ông quả thật là một người cha bạc phước vô phần. Cậu ơi, mỗi lần bà bưng chén thuốc lên bà phải nghẹn đến mấy lần. Bà đau làm sao mà cơm nước không ăn, sữa sùng không uống. Hồi sáng này bà còn ngất ngất lấy hơi lên nữa chứ. Tôi hoảng hồn xách xe chạy riết ra đây nè, mời cậu về mau trăm giờ bà hấp hối. Để giờ phút sanh ly tự biết bà cũng được vui khi thấy được mặt con mình. Trời ơi, nếu vậy thì tôi phải về thăm má tôi gấp mới được. Mai ơi, Mai, anh về Sài Gòn hết bữa, hay mẹ anh bớt bệnh thì nội trong tuần lễ anh sẽ trở lên đây với em liền nha. Anh về nghe. Ai đó? Xin mời vào. Chào cô, tôi muốn gặp cô Mai. Cô đây có phải là... Dạ vâng, tôi là Mai đây. Ông đi là... Tôi là ba của thằng Linh đây. Nói vậy ông... Dạ, dạ bác. Bác là... Dạ, dạ xin lỗi bác. Con gì không biết nên... Dạ, xin bác tha lỗi. Có gì đâu mà lỗi phải. Dạ, xin mời bác ngồi. Thưa bác, có phải bác vừa gửi thư cho anh Linh đó không? Phải. Nhưng đó là tôi gạt cho nó về Sài Gòn, để cho tôi có dịp nói chút chuyện riêng với cô. Xin lỗi cô, cô có lòng kính mến mà gọi tôi là bác, vậy tôi cũng xin được gọi cô là cháu, để cho buổi nói chuyện nó có vẻ thân mật hơn. Dạ, bác muốn gọi con là cháu hay là con gì cũng được. Thưa bác vừa bảo là bác muốn gặp cháu để... Để nói cho cháu biết việc của thằng Linh. Cháu à, mẹ của nó đang đau nặng, không biết sống chết ngày nào. Bà buồn vì có một thằng con trai mà nó dâm cái lời mẹ cha. Người bà lâu nay vốn đã yêu sẵn rồi, nay bệnh của bà càng ngày càng nặng thêm vì có một đứa con hư. Mẹ nó nhất định một lời là không bằng lòng nó lấy vợ, là một cô gái giang hồ. Còn nó thì cũng nhất định là lấy cô, chứ nó không chịu lấy ai. Nếu mà thằng Linh cứ một lòng một mực thì chắc là nay mai mẹ con nó phải xa nhau. Nếu cháu thật lòng thương tưởng thằng Linh, hãy ráng giúp giùm cho bác một phen. Điều chi xin bác dạy, cháu sẽ hết lòng hết dạ. Dù cố gắng hay là thề quán ngại, việc mà bác muốn nhờ cháu giúp nó thật ra thì nó chẳng khó khăn hay là cực nhọc gì. Nhưng nó đòi hỏi ở cháu một sự can đảm và một tấm lòng hy sinh. Dạ, xin bác cứ nói rõ. Bác muốn cháu hãy quên thằng Linh đi. Quên anh Linh là sao, thưa bác? Là cháu làm thế nào đừng có cho nó gặp mặt cháu nữa, hoặc làm cho nó hiểu lầm là cháu đã phản bội nó là càng tốt. Bác ơi, cháu đã hiểu ý định của bác rồi, nhưng không thể nào cháu quên anh Linh được. Không phải tại vì anh Linh là con nhà giàu, thiếu gì người giàu sang đã ngỏ lời cầu cảnh sáng đón cháu mà cháu đâu có màng. Bác biết, nhưng có lẽ cháu biết thằng Linh tuổi nó còn trẻ, tình yêu sôi nổi điên cuồng, tình yêu của những con người trẻ tuổi thì đâu có mấy khi được lâu bền. Biết nó có thương cháu mãi mãi không, và tại vì lẽ gì mà cháu yêu nó? Bác ơi, cháu thương anh Linh là vì anh Linh đã hết lòng thương cháu. Xin bác đừng xô cháu trở xuống vũng bùn nhớ, mà cháu vừa mới được ngồi lên sau bao năm dài dạng với phong trần. Những năm qua là những năm đau khổ.
cuộc sống xa hoa tạm bỡ và những lời tăng tiêu dối trá đã làm cho cháu mất cả niềm tin. Cháu như một cánh chim đêm lạc lõng, vừa tìm được nơi trú ẩn trên một cành cây kính vô. Nếu trời đất không thương mà nổi lên giông tố, thì chim cũng đành chết rũ trên cây cho hồn đỡ lạnh lùng. Qua những lời cháu vừa nói, bác biết cháu thương thằng Linh và thằng Linh nó cũng thương cháu lắm. Bác thì không có hẹp lượng gì, nhưng mẹ nó thì nhất định không bằng lòng. Nếu thằng Linh mà nó thắng được trận này thì chắc chắn nó sẽ mất đi một người mẹ vô phần. Còn nếu nó thua thì cháu cũng sẽ mất đi một người bạn chung tình. Nhưng bác nghĩ rằng một người như cháu, nếu mất thằng Linh này thì cháu có thể tìm được một thằng Linh khác. Chứ còn thằng Linh thì nếu mẹ nó mất đi thì nó không tìm đâu được một người mẹ. Đã vì nó mà ngày đêm thương nhớ, tuổi già nua ngày một hao mà mòn. Ơi, tương lai của cháu đã gửi trọn cho anh Linh rồi, nhưng sự sống chết của mẹ nó cũng đặt trọn vào nó cháu à. Bác ơi, cháu đã từng làm một người con và cũng từng có một người mẹ già nua tuổi tác. Cháu hư hỏng, mẹ cháu buồn rầu đau khổ không biết chừng nào. Cháu đã hiểu nỗi lo buồn của một gia đình như bác, có một người con trai độc nhất như anh Linh. Nhưng cháu khổ lắm bác ơi, mơ ước làm lại cuộc đời của cháu chắc sẽ tiêu tan như mây khói ban chiều. Cháu tưởng cháu đã thoát khỏi hố thẳm trụy lạc xa hoa, trở về con đường tươi sáng. Không ngờ ngày nay trước sự tình ngang trái đã sẵn sàng rơi xuống vực sâu. Cháu đừng lo việc ấy, bác hứa với cháu là bác sẽ giúp cháu khỏi phải trở lại con đường cũ. Vì riêng bác, suốt đời bác sẽ coi cháu như là một đại ân nhân. Thôi, bác khỏi phải lo gì cho cháu, bác về đi. Cháu hứa là sẽ xa lánh anh Linh để trả anh về cho bác. Bác tin nơi cháu. Thôi, bác về. Mai An ơi! Mai ơi! Anh về Sài Gòn vừa ra tới đây nè em. Ủa? Mai đâu rồi cả? Ủa, quần áo của Mai đâu hết rồi? Hay là Mai đã... À, cô Thơ đây. Anh Linh, chỉ có chung sống với anh, cuộc đời em mới có ý nghĩa. 3 tháng trời, hạnh phúc thật là ngắn ngủi, nhưng cũng có thể nói là tạm đủ. Thật lòng, em không muốn xa anh một giây, một phút nào hết. Nhưng thôi, anh cũng nên trả em về với gió sương cho em trọn nở giang hồ. Tôi chết, em cũng vẫn còn thương anh. Chỉ có em mới hiểu được em thôi. Vĩnh biệt, Mai. Ngựa lại quen đường cũ, tao sẽ về quê cứ vợ không cần mày nữa. Đồ tôi, đồ tôi. Những lúc hoàng hôn sương, âm thầm nhớ cô nhân. Đường chiều in bóng nhỏ, nghe lá đổ rưng rưng. Lá vàng đang dài chết theo gió rét bâng khuâng. Ai đi ngoài mưa gió nhớ người năm ấy không?
Buồn gì mà ngâm nga nghe tê tái quá vậy cậu Linh? Ủa kìa, chị Mỹ, mời chị ngồi. Lâu quá mới có dịp gặp cậu à. Sao cậu bộ lúc này cậu ốm quá vậy? À, cậu có gặp con Mai không? Thôi chị ơi, xin chị đừng nhắc tới cái tên đó nữa chị. Tôi biết Mai nó còn thương cậu lắm, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh nào đó nên nó phải xa cậu đó thôi. Ở trên đời này, sự phản bội nào cũng có lý do hết đó chị. Không phải vậy đâu cậu Linh à. Nó thương cậu thiệt mà, nó nhắc cậu hoài à. Nó nói không biết cậu đã có vợ chưa. Nó nói rằng nó chỉ cầu xin cho cậu được sống yên vui, trọn đời với vợ đẹp con ngoan. Nó với cậu không có duyên nhau, tôi thì đành phải phụ nhau. Trong khi tôi về nhà năn nỉ với ba má của tôi, xin cưới cổ cho rõ ràng để cổ được đẹp mày đẹp mặt với người ta, thì cổ lại lén tôi mà bỏ ra đi một cách năm thầm, còn để lại một bức thơ nói là cổ chưa nghi dứt nghi nở giang hồ. Có lẽ nó nói những lời mà chính nó gặp tôi lần nào nó cũng nhắc cái cậu bằng những tiếng biết ta. À, may quá, cô Mai tới kia kìa, không hẹn mà nên à. Tôi xin phép vào trong để hai người tự do tâm sự. Anh Linh, anh có giận em không? Không, ai dám giận. Thế sao nãy giờ anh không nói với em một lời, dù chỉ là một câu thăm hỏi? Nếu em muốn cho anh nói với em bằng một lời thăm hỏi á, thì câu hỏi đầu tiên của anh là: sau khi xa anh, em đã sống với ai? Vẫn được tân tiêu với chân hôn chân hài, vẫn vui sai nghiêng ngửa với Dương Tôn công tử. Em vẫn ở vậy một mình, em không sống với ai hết. Ở vậy một mình. Một bông hoa đẹp dù đem đặt trong góc vườn hoang vắng, lũ bướm bày ong vẫn đua nhau tìm đến rủ ren. Còn riêng anh, buồn làm sao những lúc vắng xa em, sầu day rứt trong cõi lòng khô heo. Em ơi em có biết đâu, sau khi em đi rồi nhà mình thật vô cùng lạnh lẽo. Đêm đó anh nằm trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được. Cái mùi hương quen thuộc của em vẫn còn phảng phất đâu đây, mà chiếu chăng thì nghe sao lạnh ngắt như đồng. Chiếc gối của em anh ôm chặt vào lòng, lòng anh ngập tràn chua xót những giận hờn phan y lần nỗi tiếc thương. Nhưng cuối cùng anh vẫn tin là em sẽ nghĩ lại mà trở về với anh. Em ơi anh ra trước sân ngồi dưới trời đêm giá lạnh, chờ em cho đến khi trăng đằng sao mờ. Em đi em còn khổ hơn anh nhiều, nhưng em không có cách nào khác hơn. Có điều gì bí ẩn hay ai đã ép buộc em? Em nói đi, nói hết cho anh nghe, anh sẽ tìm cách giúp em. Đã muộn rồi anh à. Tại sao lại muộn, dù 5 năm 10 năm nữa cũng chưa gọi là muộn em mà. Em ơi một cánh chim bay một cành trăm gái, em ra đi là ngày để lỡ hẹn hò. Sông dài mấy khúc con đò đã bỏ bến yêu thương. Nếu lòng em là một chợ đời quyên náo đầy dậy sắc hương, thì tình anh vẫn âm ỉ như trùng dương muôn đời còn gần sông. Em ơi sao em không đến với anh vào một chiều gió lộng, để nghe tiếng cô lấy đò trỗi giọng hò hò. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn luôn.
thương nhau nên phải đền bù xa nhau là để nghĩ nhớ nhau trọn đời. Anh Linh ơi, em biết tình anh đối với em bao giờ cũng nặng nề tha thiết, nhưng em đã trót hứa rồi. Em đã trót hứa? Em đã trót hứa nhưng hứa với ai? Em không thể nói cho anh biết được. Em không nói anh cũng biết. Có phải em đã hứa về một công tử Dương Tôn hay là một lão thương gia? Hầu sống chung nhau hưởng hạnh phúc đến già, nên em với ta anh không một chút gì luyến tiếc. Vậy thì lần gặp gỡ này đây cũng là lần cuối của chúng ta. Một ngày kia rồi anh sẽ hiểu được em. Chắc không bao giờ tôi hiểu được cô đâu. Từ giả cô chúc cô mãi mãi sang giàu, kể từ đây không cần phải gặp mặt nhau. Chào cô. Anh Linh, anh. Chị Mì. Kìa, em Mai, em đã tỉnh, chị mừng quá. Chị Mì ơi, chị làm ơn mở tất cả các cánh cửa sổ để em được nhìn thấy cảnh vật của trần gian một lần cuối cùng. Chị trao sách thơ và tấm ảnh của anh Linh dùm cho em đi. Em đừng đọc thơ nữa, ráng uống thuốc đi. Em nằm mê man đã hai ngày dài mới tỉnh lại đó. Em không uống thuốc đâu. Em biết không có thuốc nào cứu được mạng sống của em hết. Ôi những tia nắng của một chiều vàng hấp hối còn chập chờn trên kẽ lá tàn cây. Phải chăng qua công mong báo tin rằng một bông hoa sầu úa héo gầy sắp rơi rụng bởi tàn hương ra canh. Chị Mỹ ơi, em biết lúc nào anh Linh cũng tha thiết yêu. Lâm chung đây là lời của em.
trồng dùm trước mố, dài cối qua mái trắng thoáng mùi hương. Để sau này khi anh Linh có vào đến nghĩa trang, nhìn qua rung sẽ nhớ người yêu bạc số. Chị, em chưa, em ơi. Linh à? Dạ. Bữa đó con đi với má con rồi sao? Dạ, có sao đâu ba. Thằng trả lời ngố ha. Con đi coi vợ. Ba hỏi em vậy là tức là ba muốn hỏi con coi được hay là không, con có chịu ở chỗ đó hay không. Dạ thưa ba, thật thì má con muốn con đi theo thì con đi vậy cho nó vui lòng má con, chứ con chưa muốn cưới vợ đâu ơi. Tới chừng nào mới lấy? Đợi tới già rồi ở gió luôn cho gọn ha. Ờ, ai mà nét chữ lạ gì cả. Kính ông, theo lời trăn trối của em Mai, tôi gửi thơ này để báo tin cho ông hay. Em Mai đã chết hôm mùng 8 tháng 4, đám tang cử hành ngay bữa sau đó. Kính thư chị của Mai, Trần Thị Mỹ. Trời, con Mai đã chết rồi. Ủa, Mai nào chết mà ba lại sửng sốt rồi vậy ba? Con Mai quen với con đó. Hả? Mai quen với con? Mai nào kìa? Thôi con biết rồi. Tưởng ai chứ nhỏ đã chết thì thiên hạ đỡ tốn tiền rồi ba. Con đừng có ăn nói tàn nhẫn vậy. Con không hiểu nó đâu. Con không hiểu nó thì còn ai hiểu nó thôi chứ. Mà nó thì có gì đâu để mình phải hiểu. Thứ đó thì đứa nào như đứa nấy rồi ba ơi. Linh, con đừng nói vậy mà tủi vong hồn của nó. Con Mai nó không tầm thường như con tưởng vậy đâu. Chính nó là ân nhân của nhà mình đó. Linh ơi, con Mai nó bỏ đi không phải vì đường xưa lối cũ, còn mãi theo quyến rũ một cô gái giang hồ. Nó dần thương con như từ bao giờ. Con nhớ lại coi, dạo đó mà con không có bằng lòng cho con cưới nó, nhưng con chẳng chịu nghe. Mà con quốc cất nên bệnh tình ngày thêm nguy ngập. Ba lo quá nên đích thân ba ra Vũng Tàu năn nỉ với nó bỏ con để cứu giùm một người mẹ vì thương nhớ con mà ngày một hao mòn. Trời ơi, ba ra Vũng Tàu nào mà sao ba không cho con ấy? Ba ra với chú Tám, ba giết thơ gạt con cho con về Sài Gòn để cho ba nói chuyện với con Mai. Lúc đầu nó không có chịu nghe ba, cuối cùng nó thấy ba năn nỉ quá nó mới nhận lời. Thấy nó khóc mà ba đứt ruột. Trời ơi, con đã hiểu lầm Mai. Mai, ba đã giết chết vợ con rồi. Thật con không ngờ, con cứ tưởng là bỏ con đi trở về con đường cũ tối tăm nên con mới khinh bị nó. Mai ơi, hôm nay em đã trở về trong im lặng, nợ tình em gửi lại cho anh. Buổi gặp nhau lần cuối cùng tình mình còn nguyên vẹn, mà khi chia ly lại chính dần mười hơn. Ba ơi, con khổ quá ba ơi. Ba có hơn gì con, chắc trọn đời ba sống không có vui đâu con à. Sương khuya rách mướt lạnh lùng, nhắc chuyện tao phùng thêm hận buổi ly tan. Vua chỉ là một tượng hình của tham lam và ích kỷ. Câm! Và hình tượng kia sẽ có ngày ngã gục xuống chân tường. Cuốn kiếp! À! Vua giết Dương Phi em ruột của ta, bây giờ phải đền mạng. À! Đồ thân giết ta để thay đổi một triều đại mới. Hậu bạc đức cướp ngôi. Vì tôi có gương ngũ đế, còn cái gương kia là gương giả của tôi dân. Kiều Anh, một triều đại mới đã khởi đầu. Trẫm chọn nàng làm hoàng hậu, nàng nghĩ sao? Môn tâu, nếu chúa thượng đem lòng thương đến, thì
sao khéo lo như vậy, khi quy quyền ta không trọn. Thêm có lưỡi đường lưng bốn phương sẽ cúi đầu. Những lê thứ gỗ nghèo đang quán thang kỳ rối, e thế lực bảo tàng sẽ lung lai sụp đổ. Vậy nàng ta phải làm sao để củng cố? Trước hết phải dẹp bỏ gươm đinh rồi lo đắp lại lòng lê dân. Nếu trẫm hứa thì nàng sẽ bằng lòng. Tâu dân, trẫm hứa hứa đây, ai hậu của ta ơi, mau vào tư cung cùng trẫm nâng ly rượu giao tình. Chú thượng vào trước, thiếp sẽ theo sau. Được, ai hậu đừng để trẫm đợi chờ sốt ruột. Tâu dân. Chào bà. Tên tàn tật cuộc tay kia mi là ai? Dạ, tôi là tù trưởng bộ lạc Đồng Châu, đến xin hàng tân dương của vương ngũ đế. Nghe nói tới Đồng Châu mà lòng ta sao rồi, nhớ cổ qua anh bóng mái thảo lưng. Thôi bà ơi, chuyện tang thương như biển quá cồn dông. Đồng Châu cũ nay chỉ còn lại năm quan mồ trong dĩ vàng. Quan mồ trong dĩ vàng. Và dĩ vàng hay không có vàng son nhung lụa với quyền quy điện ngọc cung vàng. Chỉ có lều cỏ xác xơ vì mưa nắng khổ phần. Với đôi mái đầu xanh chưa dương sầu hận và chưa ngỡ ngàng với số phận trái ngang. Hoàng hậu ơi, dĩ vãng kiên công người hồ kẻ hạ, không có nghĩ từ thân xa mà rước đi, mà chỉ có một mảnh trăng thành đêm đêm soi bóng. Ông là ai mà tại sao lại nói những câu như tâm sự của tôi? Một tâm sự đeo mang nhiều kỷ niệm. Không, lòng dạ người ta thường đổi thay theo cuộc sống, thì kỷ niệm xa xưa như hình bóng đã phai mờ. Vậy bà nên yên thân với em đẹp hiện giờ, đừng khóc đừng than những gì đã chết để thân vàng không thương tổn bởi buồn đau. Bà muốn biết tôi là người đã mất hẳn tình thương trong những ngày dĩ vàng, và giờ đây được lĩnh bà cơ đồng khiến phải nghẹn ngào ngơ ngẩn lễ trào. Thể hiểu được người qua những lời u ân đó, hiểu làm chi lời một tên rợ quý hàng đang bế kiếm một bà hoàng hậu. Ôi người đừng gọi tôi bằng hoàng hậu, để tôi được nhẹ nhàng giống nhớ về xa. Hãy coi tôi là một sơn nữ Đồng Châu, từng nhường gọi trắng rừng gió nơi. Tôi đã yêu phượng thờ cơ duyên mới, nhưng nửa chừng gãy đổ mong ngày xanh. Rồi biết bao nhiêu hoàn cảnh trái ngang đưa cô sơn nữ Đồng Châu về ngôi hoàng hậu. Ôi chuyện ngày xưa dày đầy máu lệ đã tạo giữa lòng tôi muôn thuở năm quan mồ. Ai
Thái hậu sao chưa vào dưới trẫm? Kìa, bọn kia là ai? Dạ, thầy trò em đến dân sớ xin hàng chúa thượng. Hãy nạp sớ. Tâu dân đem hộp sớ ra ngoài. Đây, thầy gương ở dưới đáy hộp sớ. Nè, lấy đi, hành đi. Hồn bậc đức bảo tàng. Ui, coi lại. À, giả giờ là khách tà. Bọn mày là ai? Là những người muốn tiêu diệt thế lực bảo tàng của anh em vua Hậu Nghệ. Võ Đạo Quân, chém đầu. Quân đau phụ hại ngưng tay. Đừng gây chiều ý khẩn cầu của ái hậu kiều anh, mau đem nó ra trói chặt ở nơi pháp trường, bổ cao bôn phương rồi mổ ruột chém đầu. Ý lệnh. Kẻ tử tù xin cáo biệt ra đi, và luôn nhớ mình bà đã xin tội cho con. Đem nó đi mau. Tại lần theo bao mũi tên dệt áo tới ngự hàng, cho ai canh dân bớt lần tâm tình cô đơn. Sao thức thật khuya mà đang áo? Để khi lạnh lùng áo rét ủ lên vai. Thật lấy chi là người ân cao quý nhất của tôi, đã cứu tôi khỏi chết còn chăm lo tiếng gì. Vì thấy anh mất một cánh tay còn gánh gồng việc nước, nên em góp một phần đi an ủi đời anh. Tất nguyện này đã chôn lấp mong ngày xanh, sao ta cứ dương vẫn mãi bóng hình trong dĩ vãng. Phải chăng trong dĩ vãng có buồn vui lẫn lộn cùng bao nhiêu kỷ niệm êm cho kẻ tật nguyện bất hạnh như tôi, mà nàng vẫn một mực vui tươi, còn tôi là một thây mà sống vượt qua ngày. Anh đừng nói gì, hãy nhìn lễ chi mà tìm hiểu lễ chi. Cũng muốn tìm hiểu lại chi sao chẳng tin tôi là một kẻ tội tàn, lại tỏ vẻ âu lo thành tật không quản gì khổ nhọc gian lao, từ trận địa đến mái liều hư quanh nàng lúc nào cũng hăng hái đảm đang, không thốt một lời than lại còn để tâm an ủi lúc tôi buồn thao thức thương tâm. Nghe mùa đông đến nàng đun lửa rồi âm má thầm theo áo tôi, thân nàng không sợ xuống đây chỉ lo cho kẻ đang cố đành. Vậy em chỉ nghĩ tới anh nên mới âm thầm đang áo ghét, nhưng làm sao lệ chi?
phải nàng muốn thấu lộ tình yêu qua manh áo nữ hài? Phải. Phải. Nhưng thưa anh, nếu ý nghĩ đó có làm cho anh ngạc nhiên kinh bỉ, thì em cũng xin anh rộng lòng mà tha thứ cho em. Vì đây là tâm trạng hồn nhiên đã nảy nở trong lòng nàng sơn nữ. Qua một cảnh đời cùng kia sẽ đắng cay, em đã lỡ rút ra vì không đè nén được tâm tư. Lễ chi em xứng đáng là nguồn an ủi để cho anh ta gửi trọn lời thương tình. Bệ hạ, thưa dũng sĩ, kẻ hiện đến luôn ngàn trong đêm tôi để quấy rầy tình mịt trái đồng châu, chính là người muốn nhường danh dự bột trai đây vương ngủ để cho người hùng tê nước. Không không, bệ hạ đã là vua để phục hồi đế nghiệp với đủ quyền đủ đức của tương dương, xin bệ hạ hãy vì dân. Vì dân mà tôi đã hy sinh, ném tất cả đời xuống vào máu lệ, để tim nức nở tay cầm quyền dương đế, ngập ngừng chân trở lại cốc đồng châu. Chuyện gì qua đừng nhắc nhở thêm đau, khi thời khắc mới đã chôn vùi hình ảnh cũ. Phải, tôi cũng biết bóng hình xưa cũ đã mờ tan trong quá khứ từ lâu. Chỉ còn biết nguyện cầu bệ hạ được bình yên mà trở lại nơi vua, đem tình cao cả chân hòa trong thiên hạ. Nhưng tôi sẽ ra đi về với ngôi vua và thiên hạ, để cho dũng sĩ yên tâm mà ngày dựng lại cuộc đời mình. Dũng sĩ có nguồn an
khởi đầu tình yêu mới, mà lòng vẫn nghẹn ngào nghe lại chuyện năm xưa. Dù đời mình đang đổi với bên đây, nhưng tình cảm vẫn rạng rào mơ. Cũng biết nhớ, biết thương những em đềm trong ký ức, nhưng phải lặng thầm nước lễ dở qua trăng. Ngày nay bệ hạ là vương nữ, còn kẻ tật nguyện sống dở dân. Tiếc gì một chút đương cuối sinh, bệ hạ đừng thương đừng. Kìa, ai hầu đến đây, hãy trả ta gương ngủ đế, để ta biến Đồng Châu thành biển máu. Họ Phật Đức à, ta chết. Gương ngủ đế, thế ra mi vẫn tâm thương. Bây giờ trăm hồi cung với ngôi cao và tình phương lê thương, trăm đã hết lẻ loi rồi, xin cầu nguyện cho đôi kim trời liền xanh. Thank you.